shopmoviet.vn bán ít nhân quân rẻ nhất Việt Nam, giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn, đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Xin chào bạn, Mobile Việt sẽ chơi tướng tủ Nacross. Tướng tủ thì chúng ta phải dùng ngay vào cái ngày mùng 1 Tết. Và mùng 1 Tết này, Mobile Việt xin gửi lời chúc đến toàn thể anh em theo dõi video clip cùng gia đình, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ và niềm vui không chờ cũng đến nha. Nacross cùng đồng bọn sẽ sang hỏi thăm là Queen Anne có khỏe hay không, farm rừng có nhanh hay không. Ê, thế này các bạn ơi, đừng làm thế, cái bùa này để mình xin nha. Đó, sau đó thì Anna thơ, có bùa đỏ đánh này. Bộc phá Kỷ Ngộ Không mà cứ ăn mạng như thế này thì Arthur làm sao đỡ được anh em ơi. Nhưng mà tầm level 4 là Arthur sẽ đỡ được đấy. Ok, một mạng dành cho Lacross, phong cách lâm tặc đầu xuân năm mới 2020 nha các bạn ơi. Tiếp tục có mạng nữa này. Rồi, Mixed. Một game đấu easy của đầu năm mới. Thực sự là vị tướng Lacross hiện tại mình thấy chơi mượt hơn rồi. Và anh em hoàn toàn có thể nèo rank cao tốt với vị tướng tủ của tủ này. Tướng tủ là chúng ta phải mang ra dùng thường xuyên, chứ đừng có cất trong tủ thì gọi là tướng trong tủ. Tướng trong tủ khác hoàn toàn với tướng tủ anh em ơi. Ấy, đừng nuôi con chim. Bắt luôn anh em ơi. Bắt theo đá này, chỉ cần một combo của mình là giết được AD thì mạng thôi. Rồi, chạy đi đâu bạn ơi. Ok, ăn được mạng xong gió lẹ. Mình tính nha bạn ơi. Tiếp tục về ăn bùa xanh thôi. Sau đó thì lại tiếp tục đi ganh, bởi vì dừng cái mạng xuống ô kia. Nacross mạnh ở cái khả năng cơ động. Nacross rất là mỏng. Nacross có khả năng khống chế tốt. Nacross cover hỗ trợ đồng đội tốt. Nacross có thể để lẻ tốt. Nhưng mà chơi cái gì thì chơi, chứ không được bỏ đồng đội nha. Mình thấy rất nhiều anh em chơi Lacross bỏ đồng đội. Và chỉ nói như tập trung là ta chơi một mình thôi. Rất là buồn. Phải như mô việc này, không chế cho đồng đội sơi. Đồng đội không sơi thì mình sơi đúng không? Đó, mình... Thôi. Cái này thì hơi bị gọi là fail các bạn ơi. Nói chung là đầu xuân năm mới mà, ai cũng phải gọi là chén bạn, chén anh, nói chung là cũng hơi phê một chút xíu là các bạn thông cảm nha. Múa đâu còn không có được mượt như cái hồi trong năm. Nhưng mà tẹo nữa thôi, mình sẽ bấm mượt cho các bạn xem. Vì cứ cái vội vị tướng này mà lâu lâu chúng ta không múa, hay là 1-2 ngày chúng ta không múa thôi là cảm thấy nó khác rồi. Múa quen 1-2 trận thì thực sự là nó sẽ có đến cái đẳng cấp khác là chúng ta mới vào múa. Đây thực sự là vị tướng càng chơi càng nghiện. Hai thanh niên tóm nhau kìa. Thế thì mình đến vạn, mình xin. Trời ơi, ăn hết của team luôn. 4 mạng rồi anh em ơi. Xương pha này là đại sai, đại khai sát giới đấy. Hiện tại trong clip này, Mobile Việt sử dụng bảng ngọc 21% tốc đánh cho Lacross. Với cái bảng ngọc này thì tốc đánh đầu game rất là tốt. Nói chung là mình đánh nội tại nhiều hơn thì nói chung là khống chế cũng ok, bảng ngọc cũng được anh em ơi. Bảng ngọc của Lacross có rất là nhiều kiểu. Có thể là các bạn dùng ngọc đỏ full 10 viên tốc đánh tỷ lệ chí mạng, hoặc là 5 viên tốc đánh tỷ lệ chí mạng, 5 viên tỷ lệ chí mạng. Đó. Ngọc tím thì các bạn có thể dùng 10 viên hút máu, hoặc là thậm chí anh em chỉ dùng 5 viên hút máu thôi. Và chúng ta dùng 5 viên tốc đánh tốc chạy. Còn ngọc đục chắc chắn là công lý xuyên giáp rồi. Hiện tại phù hiệu ma tính vẫn là thích hợp nhất với anh chàng Lacross. Rồi, đánh xong rồi nè. Chứ không vào đấy là dính chiêu cuối của Arthur thì kiểu gì cũng mất cái liềm. Tỷ số hiện tại khá đẹp anh em ơi, mình ăn 6 mạng và tỷ số đang là 6996. Nói đến 9669 thì kỷ niệm xưa tràn về thì nhớ đến cái kênh ngày xưa là Kilat, à không, cây game 69 thì 96 thì đó anh em ơi. Nhưng hồi đó là Kilat Tony thì vẫn còn, bây giờ thì các bạn đấy
một Peanut thì chuyển sang hướng Chimer. Rồi Tony thì cũng đang nghỉ làm YouTube rồi. Thật sự là rất nhớ những người gắn bó với mình ở cái game Echo Mobile này. Bạn thì không có nhiều đâu anh em ơi, cũng chỉ có vài người thôi, thì ra rất là quý. Thôi, đầu xuân năm mới chúng ta không nói chuyện cũ và chúng ta tập trung nói chuyện mới thôi. Game Echo Mobile thì hiện tại thì không còn hot như xưa. Nhưng mà vẫn là một cái game mình thấy là số lượng người chơi đông đảo bậc nhất Game Echo Mobile. Và cũng không phải là game tàn đâu anh em ơi, không phải hết thời đâu. Đó. Ôi không được rồi anh em ơi, lâu xíu nha. Đấy, bắt đầu căng đấy. Kunian mặc dù bây giờ anh em có thể thấy cái vòng tròn đỏ, nhưng mà vẫn rất thoát ẩn, phát hiện rất là ghê. Ở trận này thì có Adapter, bên mình có Arum, nói chung là khắc chế sát thủ rồi. Hay quá Arum ơi. Ok, và Arum cũng phải nằm xuống. Thủ thân tanker, cái tanker là người rất là khổ trong team, luôn phải hy sinh cho team ăn mạng. Bình tĩnh nào bạn ơi. Rồi, Quy Nen này, chơi luôn này. Uầy, xíu thì sấp mặt rồi anh em ơi. Hơi bị căng rồi nha. À dù thế nào đi nữa thì hiện tại Mùa Việt vẫn thích chơi kiểu là Cross Full Dam. Vì khi đánh Full Dam rất là phê anh em ơi. Ở lớp chiêu 2 quyệt phái chí mạng thì nói chung là rất là tuyệt vời. Còn nhớ cái thời mà cái chiêu 2 được tăng sát thương đấy, sau đó chí mạng đủ đam anh em ơi. Đam đủ cực kỳ to và một quyệt có khi là anh em có thể giết được AD rồi. Nhưng hiện tại thì đã giảm sức mạnh rất nhiều cái điều đó. Nhưng mà với cái thánh kiếm thì chí mạng cũng rất là ghê anh em ơi. Nhưng mà đánh Nagrath full dam thì các bạn thực sự phải đạt đến cái trình độ là nhanh và chuẩn. Thật nhanh và thật chuẩn anh em ơi, bởi vì khi đó là mình rất là mỏng. Đặc biệt là cái thời điểm mà hiện tại là mình đang vào thời điểm của loại xanh sao và thời điểm của đỉnh cao đúng không? Thế nên mình phải đi hack mạng thôi anh em ơi. Ăn hack mạng hết, mình xin hết, mình ăn hết. Rồi, rồi sau này là Arthur, rồi sau đó là Quy Đen thì có lẽ là chạy rồi. Tôi té nha, yếu máu thì lại tiếp tục là vào rừng. Sau đó thì farm và đầy máu anh em ơi. Có mở ga ở đây, mở ga thì mình không sợ đâu. Đấy, mở ga rất kém cơ động, không thể nào bắt được Lagrot. Nói chung là mình đã chùm cơ động Game Over Buy rồi. Cái gì thì cái thì mình cứ gọi là chạy nhanh nhất. Và đồ, đúng không các bạn ơi? Rồi, hiện tại thì đã có phức hợp kiếm và sau khi phức hợp kiếm ta nên thêm cái thanh kiếm, ta làm chùm luôn. Lagrot rất mạnh ở cái thời điểm mà đầu game và giữa game anh em ơi. Đó, đặc biệt là cái thời điểm giữa game là cái thời điểm mà Lagrot phát huy sức mạnh, và khi đó thì các bạn sẽ có nhiều phương án để tạo lợi thế cho team, bắt chủ lực cực kỳ nhanh. Sau đó là Queen Anne. Rồi, chỉ bắt là theo lát, là theo lát, theo lát tách ra này lên bản đánh số, sau đó là anh chàng mơ gất ga. Chuột yêu gạo nhưng mà gạo không yêu chuột. Uầy. Toang rồi. Thì bạn toang rồi anh em ơi. 12 mạng rồi. Lần này thì thực sự là đại sai, đại khai sát gái. À không, đại khai sát sát giới. Tung hoành gọi là khắp map, thấy mạng ở đâu là đến luôn. Đây này, đây này, trong một nốt nha, mình có chiêu cuối mà. Thôi đấy, thực sự là không có hên đại ca thì cũng mình cũng hơi mệt đấy. Rồi sau đó rọt các bạn ơi. Rồi khi nó được. bình tĩnh nha, mình đợi hồi trước rồi đã, hồi trước hai. Ok, wow. Cái này thì cực kỳ đẹp nha anh em ơi. Ba người đều dồn vào chiêu cuối của mình và cái kết đạt cực kỳ nhiều. Đánh cái Lagrot thì các bạn nên thực sự phải nhanh và đưa ra đưa vào nhìn ra. Kỹ năng của Lagrot vốn rất là cơ động, các bạn đưa chiêu 2 vô đánh thường phát, nhảy chiêu 1 ra. Đây là cái
cái kiểu là đưa ra đưa vào rất là nhẹ nhàng. Hoặc là có thể là chúng ta chiêu 2, chiêu 1 đánh thường, rồi chiêu 1 có thể là đưa ra. Thì là cái đưa ra đưa vào nhẹ nhàng bằng vị tướng Nagrod nha, và thực hiện cực nhanh. Hiện tại chiêu 1 nó không bị gọi là chậm rồi, bị đơ đơ rồi, rất là tuyệt vời. Đó, xin trụ luôn. Bình tĩnh nha. Đây có đang thời điểm đỉnh cao của mình là mình đang cố gắng là đánh hết 100% công lực để làm video clip mà đầu xuân năm mới. Yếu máu rồi không để hổ báo cáo trồn được. Ok, ra luôn. 15 mạng rồi anh em ơi. Chém phát chiêu cuối. Giọt lẹ. Đấy. Chém phát. Ôi thôi xong mình rồi anh em ơi. Rất may là mình có giáp hồi sinh rồi nha. Tiếp tục này. Chết trong một phát chém. 17 mạng. Đã bảo rồi trận này đi đại khai sát giới. Nói chung là ai cũng không thoát nổi khi mà team bạn thì toàn là máu mỏng, chỉ có mỗi Arthur rồi. AD này. Ui. Arthur bảo kê khá tốt cho Lữ Hoàng nhưng mà rất tiếc. Đợi tíu nha, đợi xíu nha, mình lấy hồi máu đầy là mình sẽ tiếp tục đi sang mạng. Ba đường mega kiểu gì cũng thắng rồi mà các bạn ơi. Ở năm mới nào thì không biết anh em nào có dự định luyện thành best Nagrod hay không, một vị tướng không bao giờ hết ở trong game of mobile. Thì nhớ lên kênh Mô Việt xem Mô Việt chơi Nagrod rất rất nhiều mùa nha. Mùa nào mình cũng chơi rất là nhiều, với số lượng clip của Nagrod là nhiều nhất game of mobile, à không, nhiều nhất trên kênh của mình. Để lính hết lên anh em ơi. Sau đó thì ăn mạng tiếp thôi. Kìa cái gì bạn ơi, xong. Ôi 2-2 thì chắc là 2-1. Nhưng mà có chiêu cuối rồi thì cần đôi luôn. Cậy đông này không nhìn mình ăn bao nhiêu mạng rồi bạn ơi. 17 mạng rồi đấy, là 18, 19, 20 này. Ok 21 này. Rồi 2-2. Chưa kịp 2-2 thì sấp mặt rồi. Ok, và video clip của mình đến đây hết rồi. Chúc anh em một năm mới nhiều điều muốn nói nhưng rất nhiều điều tốt đẹp đến với các bạn và gia đình nha. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.